Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, tối 30 Tết Quý Mão, khi nhiều người chuẩn bị đón giao thừa, thì hung thủ Trần Hữu Cần, 72 tuổi, đã bắn hàng loạt viên đạn từ một khẩu súng bán tự động cỡ lớn vào trong vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ ngôi sao ở thành phố Monterey Park, miền nam của tây bang California, ngay lúc nhiều người gốc Á Châu đang chuẩn bị đón giao thừa tối thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng, làm chết 11 người và bị thương 9 người khác vào đêm giao thừa Quý Mão ở Monterey Park. Okay, I work around here, you know, like 10:30, 10:25. Mm-hmm. I hear some shotgun, like pa 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 pa, mm-hmm. and then pa 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 pa. So some guys, mm-hmm. you know, like big gun. Yeah, and he started shooting the people, and he got in the studio. Tôi là nhân viên bảo vệ ở cái khu vực này. Tôi đi tuần tra khu vực chung quanh này khoảng 10:25 hoặc là 10:30 gì đó. Tôi nghe nhiều tiếng súng nổ nơi vũ trường. Một người đàn ông ôm súng bắn vào vũ trường làm cho nhiều người chết và bị thương. Tôi và một số người khác đã gọi cho cảnh sát. Khoảng 5-10 phút sau, cảnh sát và các lực lượng an ninh và cứu thương đến cả chung quanh, cả ngã tư chung quanh ở đây. Tôi phải tiếp tục công việc của tôi. Tôi làm việc ở đây nhiều năm, ở khu vực này rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra trong cộng đồng ở đây, họ sống rất bình yên. Đó là những gì tôi có thể nói được với ông hôm nay. I work here. So that's all I can say, man, you know. What's your name? My name is Moses. Okay. Moses, I'm a security guard in there. So, you know, take care, boy. Take care. Okay. Bye. What's your name? Bill. Thưa ông, xin ông có thể cho biết ở khu vực này những cái sắc dân nào sống ở đây nhiều nhất? Big Chinese community here. Big Chinese community. Oh yeah, yeah. Because Monterey Park, Alhambra, lots of Chinese. I think it's maybe 2/3 are Chinese here. Yeah, this is a big area where 1970, 1980, a lot of Chinese come from Taiwan, Hong Kong, they come here. Khu vực này thì rất đông người Trung Quốc, họ đến đây rất đông từ năm 1970 đến năm 80. Những người từ Đài Loan, Hồng Kông đến đây rất đông, hàng chục năm qua ở nơi này, người Trung Quốc chiếm đa số. Còn người Việt Nam thì ở Westminster và khu vực Little Sài Gòn, còn nơi này thì không có nhiều người Việt Nam ở đây. So a lot of Chinese. Vietnamese are mostly in Westminster, right? In Little Saigon over there. But there are some here too, but not as many, you know. Theo ông thì ông nghĩ lý do gì xảy ra vụ bắn giết này? Well, I think they think he got into a fight with maybe his wife or family, and then he got mad and he went on to kill people. Theo tôi thì tôi có nghĩ là có thể là do vợ ông hoặc người yêu ông hoặc là những người trong gia đình của ông làm cho ông ghen tuông hoặc là ông nổi giận lên nên ông mang súng đến bắn mọi người. Thank you very much. Okay, bye bye. Thưa quý vị, câu lạc bộ khiêu vũ ngôi sao ở Monterey Park là nơi ông Trần Hữu Cần thường lui tới và từng gặp người vợ cũ của ông ở đây, Trần Hữu Cần, 72 tuổi. Ông Trần Hữu Cần là di dân từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo hồ sơ nhập tịch nộp ngày 13 tháng 6 năm 1990, ông Cần ghi là sinh ngày 15 tháng 8 năm 1950 tại Việt Nam. Ngay sau khi vụ nổ súng đẫm máu giết người trong đêm giao thừa, ông Trần Hữu Cần lại tiếp tục cố gắng đến tấn công một vũ trường thứ hai là Lai Lai Ballroom, nhưng bị một số người ở đó đè xuống lấy mất khẩu súng bán tự động của ông. Sau đó, ông Cần, 72 tuổi, cố gắng lái xe van chạy trốn cách Monterey Park khoảng 30 dặm về phía nam. Và trong lúc bị cảnh sát bao vây, ông đã tự sát. Đến 12:52 mùng 1 Tết Quý Mão, khi cảnh sát tiếp cận được xe của ông thì ông đã chết và cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn ở trong xe van của ông. There is a male suspect that fled the scene and remains outstanding as of this moment. Our very preliminary description has been described as a male Asian, and that's from the scene here in Monterey Park. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ vụ nổ súng đẫm máu giết người trong đêm giao thừa tại vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ ngôi sao ở thành phố Monterey Park, miền nam của tây bang California.